tiểu sử diễn viên Hoài An và chia sẻ về quá khứ đậm nước mắt. Bài viết được tổng hợp. Diễn viên Hoài An là một nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng ở khu vực phía Nam. Nhờ gương mặt hiền hậu và má lúm đồng tiền nên Hoài An thường được đạo diễn giao chủ yếu cho các vai phụ nữ cam chịu, có số phận khắc khổ. Nữ diễn viên gây dấu ấn với các vai trong phim Người đẹp Tây Đô, Gọi giấc mơ về, Ngã rẽ cuộc đời, Đất phương Nam, v.v. Chị sinh ngày 11 tháng 8 năm 1974, quê gốc ở Hà Nội nhưng sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn viên Hoài An đã tham gia khóa 2 lớp huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 1998, chị kết hôn nhưng cuộc sống hôn nhân của chị lại không được hạnh phúc. Chị ly hôn khi con trai vừa tròn 2 tuổi. Nhiều năm trôi qua nhưng chị vẫn luôn ám ảnh bởi những trận đòn roi của chồng khi còn chung sống với nhau. Sau đổ vỡ hôn nhân, chị ra đi với đôi bàn tay trắng và trở thành một người mẹ đơn thân, phải bươn chải lo cho cuộc sống của hai mẹ con và chăm sóc cả bố mẹ già. Từ một diễn viên, chị chuyển sang nghề bán giày dép, chạy xe ôm hoặc làm bánh kẹo. Tất cả công việc hễ làm ra tiền và lương thiện, chị đều không ngại nhận lời. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân với chị chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chị luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, là người có thể khiến con trai tin tưởng để dựa vào. Những năm tháng sóng gió của tuổi trẻ để lại cho Hoài An rất nhiều bài học thấm thía về cuộc sống. Theo như nữ diễn viên chia sẻ, thì con trai của Hoài An là người giúp chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hoài An bảo con trai ít nói, trầm tính, nhưng rất hiểu chuyện và yêu thương mẹ. Sống với nhau từ nhỏ, hai mẹ con xem nhau như những người bạn, thoải mái tâm sự và trêu đùa nhau. Nữ diễn viên cũng luôn răn dạy con trai mọi điều cuộc sống với hy vọng con sau này sẽ có được cuộc đời hạnh phúc, không đi vào vết xe đổ của mình. Hoài An cũng thừa nhận mình chưa phải là một người mẹ hoàn hảo. Bởi theo nữ diễn viên, suốt nhiều năm chị ra ngoài bôn ba kiếm tiền để lo cho cuộc sống của con trai. Đồng thời cũng vì thế mà không có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm lo, dạy dỗ con như nhiều người mẹ khác. Chị tâm sự, may mắn một điều là con tôi thương mẹ, cũng có thể thấy mẹ khổ nên không làm điều gì khiến cho tôi phiền lòng. Tôi bây giờ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là con trai, bé chính là niềm tự hào của tôi. Sau những chuyện buồn, chị bắt đầu dần nguôi ngoai vết thương lòng với người chồng trước để đón nhận tình yêu mới. Tuy nhiên, diễn viên Hoài An tự nhận mình như con chim sợ cành cong. Với mỗi mối quan hệ, chị luôn ngần ngại, lo lắng bởi ám ảnh về sự đổ vỡ. Chị có hai mối tình trong những năm sau này. Trong đó có một cuộc tình đẹp với một người bạn trai cách đây nhiều năm rất sâu nặng. Nhưng bỗng dưng người này bệnh nặng và qua đời đột ngột. Nữ diễn viên khi ấy như người mất phương hướng, chị bị khủng hoảng tinh thần bởi người yêu ra đi mà không một lời từ biệt. Vài năm sau, chị tiếp tục gặp gỡ, quen biết một Việt kiều Mỹ có cùng dự định sang nước ngoài định cư. Nhưng càng tìm hiểu, nữ diễn viên càng nhận ra mình và đối phương quá khác biệt về tính cách, nên chị cũng đành nói lời chia tay. Tự ngẫm lại nhân duyên đời mình, chị cười buồn, bảo số chị có lẽ định sẵn cô độc. Chị nói, nhiều lúc tôi tủi thân, trách bản thân sao lận đận quá, nhưng nghĩ lại, xung quanh bây giờ rất nhiều mối lo, nào là bố mẹ già, con cái. Tôi nghĩ thôi thì tốt nhất nên độc thân và đợi duyên số vậy. Sự nghiệp của diễn viên Hoài An. Nữ diễn viên Hoài An bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1995. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, chị là một trong những diễn viên nữ trung niên có thâm niên và đắt show bậc nhất ở lĩnh vực phim truyền hình. Khi còn ở thời Hoàng Kim, chị có thể nhận đóng cùng lúc 5-6 phim với trung bình mỗi năm hơn 15 vai diễn. Trong một khoảng thời gian dài, các khán giả yêu thích phim truyền hình chỉ cần mở tivi mỗi ngày là đều thấy diễn viên Hoài An. Nữ diễn viên trải lòng, sau bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề,
chị đón nhận nhiều niềm vui, nỗi buồn và vẫn thầm cảm ơn tổ nghiệp vì đến bây giờ vẫn còn cơ hội được diễn xuất. Dẫu sự nghiệp chỉ gồm những vai phụ, song Hoài An mãn nguyện vì bản thân đã thực sự làm việc hết tâm, hết sức với mỗi tác phẩm mình tham gia. Đóng qua hàng trăm bộ phim, nữ diễn viên giờ đây khao khát cho mình một vai diễn để đời. Chị tâm niệm những vai diễn có số phận, chiều sâu để qua đó bộc lộ hết tài năng và lửa nghề mới là cái đích mà người diễn viên như chị cần đến. Hoài An tự nhận mình kỹ tính, khắt khe trong nghề. Chị không chấp nhận kịch bản chấp vá, diễn hời hợt qua loa hay làm việc với đạo diễn mà mình không phục. Suốt nhiều năm, nữ diễn viên vẫn giữ lập trường, không tham gia game show truyền hình, diễn kịch sân khấu, dù nhận không ít lời mời. Cũng vì quan điểm làm nghề này, nữ diễn viên bảo không ít lần chị phải nhận những lời không hay rằng mình chảnh, tự phụ. Tuy nhiên, chị để ngoài tai bởi tin rằng bản thân không làm việc gì hổ thẹn. Với chị, nhận những lời khen ngợi, ghi nhận từ khán giả, đồng nghiệp là điều quý giá đủ khiến cho chị mãn nguyện. Cách đây vài năm, diễn viên Hoài An thông báo ngừng đóng các tuyến vai bi. Thời gian dài thể hiện các vai diễn đẫm nước mắt khiến mắt chị bị khô, ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc. Chị chia sẻ, trước đây các bác sĩ khuyên tôi dừng đóng phim với các vai bi. Nếu cứ tiếp tục nhận các vai diễn này, có thể tôi phải cắt luôn tuyến lệ và sau này vĩnh viễn không khóc được nữa. Tuy nhiên tôi quan niệm, sinh nghề tử nghiệp nên cố gắng hết khả năng, còn lỡ có chuyện gì thì tính sau vậy.